Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống mỗi ngày đều tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn phát đạt, mọi sự thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên thì không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Trong cuộc đời sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, làm một hưởng mười, tiền bạc ùn ùn kéo về, nhanh chóng giàu có. Tuy nhiên thì cũng có những giai đoạn không tránh khỏi được những khó khăn và trắc trở, vận hạn đeo bám, tiểu nhân thì liên tục thảm hại, làm ăn thất bát, nợ nần ngập đầu. Và thầy Phong Thủy cũng có chỉ rõ trong 3 tháng cuối năm 2020 này, có những gia chủ bị sao hung tinh chiếu mệnh, tiểu nhân rình rập tìm cách hãm hại, thần tài thì ngoảnh mặt, khiến cho tài vận bị tắc, kiếm tiền gian nan vất vả. Và thậm chí là cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vợ chồng cũng vì kinh tế mà lục đục, nặng lời to tiếng với nhau. Trong 3 tháng cuối năm thì năm con giáp dưới đây để tránh gặp phải đại hạn triền miên, tiền bạc, cửa nhà, gia đình ly tán, cũng như là để nắm bắt được vận trình của mình và những việc cần làm để phòng tránh đại họa, thì xin mời quý cô, bác và anh chị cùng theo dõi chi tiết trong video ngày hôm nay. Tuổi Thìn nhắc đến những xui xẻo trong 3 tháng cuối năm Canh Tý 2020 thì con giáp đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắc tới đó chính là những con giáp tuổi Thìn. 3 tháng cuối năm, những con giáp này sẽ gặp nhiều điều không may nên cần phải hết sức cẩn thận để ứng phó với mọi chuyện. Hiện tại có thể con giáp này vẫn gặp được nhiều thuận lợi, tuy nhiên thì không vì thế mà được lơ là, bởi vận hạn có thể đến bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Đường tài lộc vượng sắc, có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy vận trình tình cảm của con giáp này khá ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực cả về thể chất và tinh thần. Xét từ góc độ ngũ hành thì tuổi Thìn thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thủy, sẽ giúp cho bản mệnh bộc lộ được hết tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Về sức khỏe, tuổi Thìn cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng 9 âm lịch bởi vận thế xuống dốc, sức khỏe tổn hại, có thể gặp tai nạn ngoài ý muốn. Đây là khoảng thời gian mà con giáp này gặp vô vàn áp lực, cần phải bình tĩnh để vượt qua. Vì năm nay vướng phải sự quấy phá của hung tinh, vướng vào những câu chuyện mà bạn cũng chẳng biết vì sao. Vận đen cứ nối tiếp vận đen, làm cho bạn cảm thấy nhiều phen thấy buồn và thất vọng đến chán nản. Ký hợp đồng liên tiếp bị kéo dài, làm ăn thì thất bát mà chẳng hiểu, sau những cố gắng như vậy mà cũng chẳng thành công. Trong thời gian 3 tháng cuối năm thì con giáp tuổi Thìn gặp hung nhiều cát ít, nên cần phải hết sức cẩn thận để đối phó với mọi chuyện trong thời gian này. Dù hiện tại, tài vận đang gặp nhiều chuyện thuận lợi, tuổi Thìn vẫn luôn cần phải cẩn trọng, bởi về hạn tài vận sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào, thậm chí còn nhanh chóng tác động tiêu cực đến vận trình cuộc sống của tuổi này trong nửa cuối năm Canh Tý 2020. Về sức khỏe, người tuổi Thìn đặc biệt cẩn thận trong tháng 6 âm lịch. Thời điểm này thì vận thế của tuổi Thìn xuống dốc, sức khỏe tổn hại, các tai nạn ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh khiến cho con giáp này gặp vô vàn áp lực. Để hóa giải những thị phi xui xẻo, giúp cho con đường công danh rộng mở, hóa hung thành cát, những gia chủ tuổi Thìn cần phải mang bên mình vật phẩm phong thủy để có thể hóa giải vận đen và kích tài lộc công danh. Các gia chủ hãy sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tuổi Ngọ, 3 tháng cuối năm tuổi Ngọ phạm thái tuế nên vướng phải không ít những thị phi cũng như rơi vào những vận đen nối tiếp khó tránh. Năm 2020, tuy có nhiều cát lành, nhưng năm nay tuổi Ngọ phạm thái tuế ảnh hưởng đến con đường công danh sự nghiệp. Nếu không biết cách hóa giải, thì những gia chủ tuổi Ngọ cũng khó tránh khỏi những vận đen nối tiếp vận đen. Năm Canh Tý là năm xung của tuổi Ngọ, nên con giáp này gặp không ít vất vả khó khăn. Tuy nhiên, nhờ quyết tâm mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
Dù vậy, tuổi Ngọ cần phải hết sức cẩn trọng, đặc biệt là trong giao tiếp, cảnh giác với chuyện hợp tác làm ăn, cũng như là khi đưa ra các quyết định liên quan tới tài chính. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm trong 3 tháng cuối năm của tuổi Ngọ khá là ảm đạm, nhạt nhòa. Vì vậy, hãy quan tâm tới người mình yêu hơn một chút. Nếu không có sự vun đắp, tình yêu sẽ trở nên nhàm chán. Những gia chủ tuổi Ngọ, tình hình còn cứng nhắc, chưa hoàn toàn biết cách linh động xử lý tình huống, nên đôi khi hỏng việc lớn, ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp. Năm nay cát tinh ảm đạm, may mắn thay lại có cát tinh nguyệt không chiếu mệnh, ý là lập kế hoạch xây dựng. Năm nay thì nên chủ động giải quyết những chuyện bất lợi, làm từ thiện quyên góp, hỗ trợ sinh viên hiến máu. Bạn cũng có thể dùng các việc hỷ như kết hôn, sinh con, khởi nghiệp để hóa giải vận đen, nhưng cũng có câu nói nhất hỷ đám tang tai, vô hỷ họa tư lai. Hung tinh, lan can, đại hao, bệnh phù, thiên khốc, tai sát. Sách cổ có viết: tuế phá kim lan can, ngộ thử đại bất an, tổn tài âu khí hữu, bất nhiên bệnh họa triền. Tuổi Ngọ năm nay xung thái tuế lại đụng phải lan can, công việc có nhiều trở ngại, hành sự không thành, dễ vấp phải kiện tụng, đại hao tinh nhập mệnh, ý nói là hao tốn tiền bạc của cải, phá sản cả cơ nghiệp. Nhị hắc hay còn có tên khác đó là bệnh phù, cùng với thiên khốc nhập mệnh đem lại cho tuổi Ngọ bệnh tật, tai ương, cơ thể yếu ớt, người đàn ông trong nhà dễ có tin xấu. Để tránh được những vận hạn xui xẻo, tiểu nhân quấy phá và muốn kích cho công danh tài lộc của bản mệnh thì nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tuổi Thân. Sự tự tin thái quá có thể làm tuổi Thân gặp một số rắc rối, khiến cho họ chỉ có thể nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà không nhận ra sai lầm của chính mình. Hơn nữa, tính cách bảo thủ, ít lắng nghe sẽ khiến cho họ càng thêm sai. Trong 3 tháng cuối năm, con giáp này dễ vướng phải thị phi. Nhưng hãy bình tĩnh, càng hoang mang và tỏ ra yếu thế thì mọi chuyện sẽ càng trở nên bất lợi với tuổi Thân. Nhìn chung thời gian tới này, con giáp này sẽ gặp phải căng thẳng trong một số quan hệ. Những người thân thiết vốn tin tưởng tuổi Thân sẽ không vì một vài thị phi nhỏ mà thay đổi. Còn những người đã có ý nghi ngờ hoặc mang ý đồ xấu thì chỉ cần một vài thông tin sai lệch cũng có thể gây ra rắc rối cho con người cầm tinh con khỉ. Sao phi liêm đến, tức là có rủi ro, làm giảm lợi ích, mệnh chủ tuổi Thân cần đề phòng bệnh tật làm hao tài hoặc tiểu nhân làm hại. Về mặt thiên tài, do năm nay bị ảnh hưởng của tứ lục tinh, đây là một cát tinh từ tốn biểu thị về phương diện sinh tài của mệnh chủ tuổi Thân, nên dùng cách làm từ từ chậm rãi là chính, không nên kiếm tiền một cách nhanh chóng. Thích hợp thông qua con đường hòa vốn chắc chắn để giảm bớt nguy hiểm, lấy ngắn nuôi dài, không nên nóng vội. Để tăng cường thêm tài vận, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn theo sự hướng dẫn tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn. Tuổi Thân dù là có khí chất hơn người nhưng cũng đừng nên tỏ ra quá tự tin. Bạn sẽ dễ bị ghen ghét đố kỵ, dẫn đến việc ảnh hưởng đến con đường tiến thân phát triển của mình. Chính vì thế mà ngoài cách thay đổi ứng xử thì nên mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh chính là vật phẩm dùng để hỗ trợ bạn kỵ tà hóa sát, hóa giải những thị phi xui xẻo, giúp cho quý anh chị vạn sự hanh thông thuận lợi và thành công. Tuổi Tuất. Trời sinh tuổi Tuất là những người có tài ăn nói nhưng đôi khi lại phát ra những lời khiến cho người khác cảm thấy bị xúc phạm. Nếu bạn không sửa cách nói chuyện này thì sẽ không bao giờ có được tình cảm của mọi người khác. Đặc biệt, những người làm ngoại giao thì mà vẫn giữ cách nói chuyện đó thì tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Chắc chắn, người trong giới sẽ không bao giờ quý mến bạn. Tuổi Tuất vào 3 tháng cuối năm 2020 nhiều thất bát, xui xẻo, ùn kéo đến. Bản thân thì bị khắc suất, tiền bạc làm ra bao nhiêu cũng bị thủng. Nếu không hóa giải thì sẽ đen đủi đủ đường, thậm chí có thể thân bại danh liệt. Tháng này tin buồn là không biết cách hóa giải những gia chủ tuổi Tuất tài lộc tuột dốc, tình cảm thì buồn chán, mọi thứ đều bất ổn.
cơ hội phát triển nghề nghiệp có lợi cho kinh doanh, hợp tác, đầu tư chiến dịch và các hoạt động khác. Trong năm nay, đối với những người tham gia thi cử, sát hạch, thi đấu thì đều có những thành tích đáng kể. Tuổi Tuất không nên lãng phí những cơ hội trời cho, cần phát huy hết khả năng của mình để thực hiện lý tưởng trong sự nghiệp. Nhìn từ phương diện bất lợi thì tuổi Tuất thổ khắc chế thái tuế Tý Dương Thủy, nếu không cẩn thận rất dễ kích động thái tuế, nên làm mọi việc một cách cẩn thận, không nên tự kiêu thái quá để tránh rắc rối. Thiên Cẩu và Báo Vĩ nhập bệnh, báo hiệu một năm hao tài, cho nên trong năm nay cần tránh những chi tiêu cho đầu tư trong tài chính hoặc chi tiêu quá độ, đề cao ý thức cẩn thận kẻo bị lừa. Về mặt tình cảm thì tuổi Tuất năm nay vận đào hoa khá vượng, nhất là nam mệnh tuổi Tuất. Năm nay có cơ duyên gặp gỡ được người chính duyên trong vận mệnh của mình. Nhất định phải nắm chắc cơ hội để tìm được chính duyên. Các cặp tình nhân hoặc vợ chồng chịu ảnh hưởng của sao Quả Tú, tình cảm dễ trở nên lạnh nhạt, dẫn đến chia xa, chia tay. Thái tuế tài tinh quá vượng cũng dễ khiến cho tuổi Tuất gặp phải kẻ thứ ba hoặc dính phải vận đào hoa ảo, nên hạn chế xảy ra cãi nhau. Về mặt sức khỏe, nhất là thái tuế hao thân, lại có các sao Báo Vĩ, Huyết Nhẫn, Điếu Khách, Thôn Hãm nên cực kỳ không tốt, thể trạng đi xuống, tránh bị bệnh tật cũ tái phát, cẩn thận bị thương do những vật nhọn mang lại. Cũng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe của người thân trong gia đình. Ngoài ra thì năm nay nên giảm thiểu hoạt động dưới nước, du lịch và chèo thuyền, bơi lội, đi bè. Nhìn chung, vận trình của tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm nay. Sự nghiệp tài vận thì có bước nâng lên đáng kể. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến kết hợp nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống. Hãy sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn là một cách để có thể hóa giải những thị phi tài ách của năm. Với những người tuổi Tuất, cần phải có vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành. Tuổi Dậu, Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Đây cũng có thể là một loại phạm thoái tuế mà lại có hai sao đó là Quyển Thiệt và Phi Ma cấu xảo nhập bệnh, nên có nghĩa là vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động, phá hao khẩu thiệt tị phi, gặp phải nhiều chuyện phiền phức là điều khó tránh khỏi. Nhưng cũng có điều may mắn đó là con giáp Dậu năm nay tiết sinh nên có thể nói là có chút cải thiện với vận hạn của năm. Hơn nữa, thái tuế là thực thần tinh, thực thần có ý nghĩa thực lộc, phúc khí. Ngoài ra thì tuổi Dậu gặp phải một số các thinh trợ thân, cho nên cũng có thể coi là một năm không ít chuyện vui xảy ra với tuổi Dậu. Do vậy, về tổng thể mà nói, mệnh chủ tuổi Dậu trong năm nay có vận thế chia đôi theo cách cát hung chia đều mỗi nửa. Do cách cục phá thái tuế cực xấu nên những mệnh chủ tuổi Dậu phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung thần, giúp cho vận hạn của mình được hóa giải. Về mặt sự nghiệp, được sao Phúc Đức, Phúc Tinh, Thiên Đức, Cửu Tử cùng với Đức Tú Quý Nhân là những cát tinh cùng chiếu nên mệnh chủ tuổi Dậu gặp được nhiều quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng được may mắn, hóa giữ thành cát. Công chức thì đi làm được lãnh đạo chú ý tới và đánh giá là người có năng lực làm việc, có được sự ghi nhận đề bạt thăng tiến, nhận được nhiều cơ hội gánh vác những công việc quan trọng hơn. Năm 2020, vận thế sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Dậu cũng có phần khởi sắc, thiên tài đặc biệt hiện rõ. Dưới sự trợ giúp to lớn của Nguyệt Đức, Đức Quý Nhân, Tú Quý Nhân có thể tích cực xem xét thay đổi ngành nghề, dùng tâm mình để kinh doanh cùng vạch ra kế hoạch cẩn thận. Hơn nữa, khiêm tốn xin chỉ dạy từ quý nhân có thể có làm có được. Người kinh doanh buôn bán thì trong năm nay cũng là một năm có nhiều thuận lợi như ý, những khó khăn đến không quá lớn. Đối với những ảnh hưởng mà phá thái tuế và quyển thiệt mang lại thì cần phải chú ý giữ gìn một số mối quan hệ hợp tác làm ăn, tránh hết sức những lời ăn tiếng nói quá đà, tránh đi sự tranh chấp về lời nói, phá vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp. Về phương diện tài vận thì mệnh chủ tuổi Dậu trong năm nay có sao Cửu Tử và Phúc Đức nhập mệnh nên có lợi cho việc chiêu tài, không ít những cơ hội kiếm tiền mang lại. Nhưng là một năm có trực thái tuế nên cũng dễ xảy ra chuyện phá tài hoặc là bị lừa gạt mất tiền của, cho nên mệnh chủ tuổi Dậu trong năm nay muốn cất giữ tiền tài e cũng khó. Về mặt sức khỏe
mệnh chủ tuổi Dậu vào năm nay bị phá tài thái tuế nên tiết thân. Về sức khỏe sẽ gặp một chút vấn đề, dễ có đau đớn và phải mổ xẻ. Ngoài ra có sao phi ma nhập mệnh nên dễ có chuyện xảy ra với người trong nhà, không nên lơ là. Sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để tăng cường sức khỏe, gặp nhiều may mắn tài lộc và hóa giải mọi tai ách của năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, vận xui nào rồi cũng tìm cách hóa giải, chỉ cần chúng ta dự đoán trước được. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu quý anh chị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc là cần hỗ trợ về vấn đề tử vi phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi để được tư vấn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.